Xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã trở lại với vlog của mình. Hôm nay là mình đi đổ con nha, đi làm như cào cỏ cà phê này. Và bây giờ là đang có mấy người cùng nhau lấy công rồi đổi con cho nhau. Đây các bạn thấy chưa? Giờ đang cào cỏ này. Bên nhỏ này là cây cà phê nha các bạn. Các bạn cũng hiểu rằng người nông dân là làm việc công việc như thế nào. Bây giờ mình là chỉ đổi công cho nhau thôi. Này các bạn thấy chưa? Là mình đổi công là mình là ví dụ như là đổi là hôm nay làm nhà này, mai giờ làm nhà khác. Đây vô sóng quá nhỉ. Ở đây đây hơi vô sóng. Đây là cỏ này rất là rậm nha các bạn. Đây các bạn, mình đây là những chiếc xe mà mình cùng mình lên tận giấy để cao cỏ. Giấy cũng hơi xa nha các bạn ơi. Mình đi làm kiểu này là không về nhà luôn ấy, buổi trưa ấy là mình gói cơm đi theo. Đây các bạn, đây là bình nước, luôn ở trong làn này có cái bình ga luôn, còn có rau nữa nhưng mà rau thì đang chuẩn bị đi lấy. Cỏ thì rất là rậm nhé các bạn. Nghỉ uống nước lắm mấy chị ơi. Uống nước là 5E à? À 5E. 5E mấy chị ơi. Mình là không biết tiếng, chẳng qua mình thì hỏi theo thôi. Nhờ mệt mỏi quá thì nắng nước khát nước thì giờ ngồi nghỉ uống nước nha các bạn. Các bạn ơi, trời là rất là nắng đấy các bạn ơi. Rồi nhá, cỏ thì rậm rạp đấy các bạn. Ông là phải con có bề ông nhà họa coi như là họa con sẽ làm sao mới cần gì con sẽ làm sao mới được cụ đấy họa chứ đấy con mình đẹp như thế nào đi rất chuẩn dân bây giờ đang kẹn cùng bộ này rồi bộ hồn ta rồi cái này thao thao bây giờ giải trí của mấy anh em ngồi nghỉ uống nước các bạn. Bom là được đây có cái lẽ em đây nhà mày làm gì nó vừa làm thế không ăn được rồi lên hả. Hãy
Như thế đó. Đây là đang mài cái cao để cao có nha các bạn. Muốn ăn. Quay đang mày không có lại đâu nhá. Có chứ. Chỉ cần một cái mai là mai được cả mấy chục cây cúc luôn các bạn. Bà lừa rồi. Kinh Lào. Kinh Lào. Nghe muốn được mua à? Quên rồi. Chưa có cái nhiệt gì mà kể. Bận lắm. Nhân bây giờ là giờ nghỉ trưa nha các bạn. Giờ mình đang nấu ăn cho mấy người đang làm bên kia. Các bạn thấy chưa? Đây, cắm nồi mình nấu đây. Bây giờ mình nấu bằng canh thôi. Mình lấy đống ga đi, từ nhà đi. Đây mình đang nấu này. Đây là nồi nước này các bạn. Đó, không biết là khi nào nó sôi đây. Còn đây là rau này, đây từ nhà này. Còn đây là ớt này. Đó. Và bên chỗ kia còn có rau nữa. Nay mình nhặt rau ở chỗ mình đâu có ấy. Đây các bạn. Có cả thịt luôn nha các bạn ơi. Đây cái rau mà mình hái ở trên vườn này các bạn. Đây này. Đó, rau mình hái này, rồi có cả nấm nữa này các bạn. Đây rau mình hái đây, rau rừng đây. Đó các bạn thấy chưa? Đi làm
ăn cơm ở trên đấy, mình gói cơm đi theo ấy, là mình nấu ăn ở đây là ngon hơn rất nhiều. Vậy là sập sôi rồi các bạn ạ. Là ai đi làm cũng cầm một cái làn này đi theo. Là bên trong ngoài có, trong này có cơm luôn này các bạn. Các bạn thấy chưa, trong này này, đó. Cơm, đồ, rau có đầy đủ luôn nha. Thấy chưa? Làm được mà nó sáng nhĩ mịn được cực điên. Thế gì à? Mịn mà như vậy nó được. Mà sao chúng ta đi rồi? Chẳng rồi. Mà là nè. Đây các bạn, đây là dừa giản lao, là đây là gọi là dưa dưa người ta gọi là có dứa thơm ấy, có thơm, có thơm ấy, là giá với ớt. Đây các bạn này nhé, nhìn ngon. Cái này mới chục quả ớt đấy. 100 quả ớt. Đó là ớt nhỏ, loại ớt chỉ thiên đấy các bạn.